Từ đầu năm 2024 đến nay, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang tập trung giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước, tổ chức kiểm tra về tài nguyên và môi trường, duy trì công tác thu gom và xử lý rác thải. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện rà soát cấp cát đá cho các công trình trọng điểm, đặc biệt tập trung quy động nguồn cát thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Từ nay đến cuối năm 2024, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang tập trung công tác phòng chống sạt lở để nhanh tiến độ hoàn thành việc xử lý các bãi rác gây ô nhiễm theo lộ trình đã đề ra. Xử lý cơ bản các điểm, khu vực ô nhiễm môi trường trong nội thành, đô thị, khu dân cư. Tiếp tục phối hợp giám sát tình hình môi trường, kiểm tra và bảo vệ môi trường, công tác thu gom nước thải của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. Quản lý khai thác, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, cát và nguồn nước. Để nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2021 đến năm 2025 của tỉnh, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo kịp thời, khả thi, thống nhất, đồng bộ, theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch. Tổ chức kiểm kê đất đai năm 2024 theo quy định pháp luật, thanh tra kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là các dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Tiếp tục quản lý chặt chẽ và xử lý các trường hợp lấn chiếm các khu đất công đang quản lý, ra soát thực hiện các thủ tục giao đất đối với các khu đất đang quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, điều chỉnh diện tích đất cho phù hợp với thực tế và tiếp tục hoàn thiện thủ tục đưa ra khai thác tại khu đất công đủ điều kiện. Tham mưu xử lý các vướng mắc khó khăn đối với các hộ còn lại chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, thực hiện và hoàn thành theo tiến độ các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng.